tôi mà quỷ xuôi dục Giuđa ý định đốt chúa. Giuđa sao người nộp chúa? Giuđa sao người phản bội? Đừng làm thế, kẻ trách người chê. Đừng làm thế, kẻ trách người chê. Bây giờ là đêm tối, giờ Giuđa ra đi. Giờ đêm tối tội lỗi, ma quỷ là đêm tối. Giuđa sao người nộp chúa? Kẻ trách người chê. Đừng làm thế, kẻ trách người chê. Chúa trôi dày, hãy trôi dày buộc khăn thắt lưng, buộc khăn thắt lưng. Chúa rửa chân, Chúa rửa chân cho quát muôn đề. Phêrô thưa rằng: Thầy giữ chân con sao? Chẳng bao giờ con để thầy giữa chân, vì thầy là Chúa của con. Nếu thầy không giữa chân con sẽ không được dự phần với thầy. Xin thầy hãy rửa con, không những rửa chân mà cả tay và đầu nữa. Sau khi đã rửa chân, Chúa phán những lời này. Nếu ta là Chúa mà rửa chân sang con, đó chính là tấm gương để các con rửa chân cho nhau. Việc rửa chân bài học khiêm nhường, việc rửa chân bài học yêu thương.